Vâng, xin chào bác, đây là kênh xe đạp. Và những video trước thì em giới thiệu qua bác những dòng touring cao cấp của thương hiệu Gian. Thì trong đó có một cái mẫu rất là cao cấp mang đến từ thương hiệu FCR phiên bản là 5001. Rất là cao cấp, thì hôm nay em mới về được một chiếc màu trắng đen đỏ. Tông chủ đạo là tông màu trắng. Đây là mẫu model cao cấp của thương hiệu Gian về dòng touring. Và bây giờ xin vào đánh giá tổng thể chi tiết xe. Vâng, trong thời gian vừa qua rất nhiều bác hỏi em về cái mẫu touring của Gian về dòng cao cấp, thì hôm nay về một chiếc đây. Đây là mẫu model của Gian touring, model FCR 5001 rất là cao cấp của thương hiệu Gian. Xe làm được hợp kim nhôm alloy X, vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ độc quyền của chính hãng của Gian. Và cái tông chủ đạo của màu xe lần này em về là vẫn là tông màu trắng, điểm chỉ đen và đỏ trên khung xe rất là nổi bật đó nhá. Tổng thể xe đánh giá tầm 85-90% xe. Vẫn còn QR code chính hãng của Gian lên trên khung xe đây. Đây là cái mẫu model dòng cao cấp của thương hiệu Gian, dòng touring FCR 5001. Mà cũng nhiều các bác trong thời gian vừa qua hỏi em về thương hiệu Gian về dòng touring. Và xe đời cao cũng được trang bị với bộ rơm sườn. Và cái đồng cổ cốt thì những video trước em đã nói rồi, đây là một cái dòng cao cấp thì đều là có chữ là Gian Connect. Cái đồng cổ cốt dòng nhôm siêu nhẹ của thương hiệu Gian đây. Cổ cốt ghi đông của chính hãng Gian Connect đây, nguyên bản trong xe. Một dòng nhôm siêu nhẹ của Gian. Tay lắm cao su đúc chính hãng của Gian, nguyên bản trong xe. Xe được sử dụng với cấu hình 9 tầng lip rất là cao cấp của Shimano Alivio. Bộ phanh dầu, phanh dầu thủy lực của chính hãng Shimano. Bên phải em trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano Alivio. Và cụm bánh sau của xe được sử dụng với cụm phanh dầu của chính hãng Shimano, rất là cao cấp. Và cái dòng xe FCR 3 Touring 35100 này là thường thì mẫu bên em rất là ít đi về các nhá. Càng nhôm đúc lên một khối luôn, rất là thon và gọn. Đây là tem chính hãng, mã vạch của chính hãng xe Gian, nguyên bản theo xe. Xe được sử dụng với may chính hãng, nguyên bản theo xe. May chính hãng, nguyên bản theo xe. May của Gian, vành FCR, vành đổ. Thì thường thì vành đổ, vành đĩa lại thì em có giới thiệu qua thì dành cho những dòng xe cao cấp của những thương hiệu dòng xe đua đốt, giúp cho xe chạy bon và tốc độ nhanh hơn so với những mẫu thông thường khác. Thì xe này được trang bị với các cặp vành đổ đấy, giúp cho xe vừa chạy được đường phố và những cái đoạn đường đua ngắn rất là cao cấp. Vành đĩa 5 phân, vành đổ đấy. Xe kích thước lốp là 700x28C, vẫn là kích thước lốp cơ bản thông thường của những dòng xe touring. Lốp xe này đi đồng trước thì qua cái biểu tượng logo chính hãng của dòng Gian đó nhé. Và trong những video trước thì em nói qua thì những cái thương hiệu của Gian về những dòng touring hay là dòng xe đua road, thì những dòng xe cao cấp đều được trang bị với những cọc yên dẹp, cọc yên hơi vút lên một chút, với cái bộ khung rất là thon gọn này, cứng cáp cho xe, làm cho xe rất là nhanh, thanh thoát các bác nhá, nhỏ gọn. Đây, cọc yên của xe này, cọc yên chính hãng của Gian luôn, cọc yên nhôm chính hãng của Gian. Yên xe, yên Gian yên còn rất là mới luôn, chưa có một vết xước bóng chóc gì của yên xe cả. Đèn sau về nguyên bản cho xe. Và vành và Mayer đằng sau cũng chính hãng của Mayer Gian, nguyên bản theo xe. Vành của Gian, vành FCR chính hãng, nguyên bản theo xe. Nguyên một cặp vành chính hãng của nó xe, vành của Gian luôn. Đằng sau cũng sử dụng cái vành gọi là vành đĩa. Kích thước lốp sau là 700x28C.
thông số xe là size mẹ S thôi nhá. Bùi đĩa, sử dụng bùi đĩa chính hãng của Shimano. Nguyên bản theo xe. Gạt đĩa của chính hãng Shimano Alivio. Nguyên bản theo xe. Đằng sau xe sử dụng với bộ chủ đề Shimano Alivio. Và bây giờ em xem so size đứng của khung xe, chiều cao đứng của xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 44. Bây giờ các bác vào dùng mắt 6 trên 1m7. Và bây giờ em xin vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị với 9 tầng lip, 9 hãng bản theo xe. Lip và xích còn rất là mới luôn nhá. Đây. Lên lip, xuống lip, rất là mượt và trơn tru. Đây là một mẫu model cao cấp của dòng Touring chính hãng Gian. Xe được trang bị với 3 tầng đĩa, bùi đĩa của Shimano, xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, rất trơn tru và mượt mà quá nhá. Toàn bộ xe đây hôm nay rất là cao về cái model FCR 5100, một dòng Touring cao cấp của thương hiệu Gian. Và vâng, xe Hàn Quốc bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo kênh. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bác thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đây. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm kiên đồ cũ. Đây, kiên đồ cũ, lên YouTube tìm kiên đồ cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.